chưa? Quý vị có hỏi gì nhắn lên chat đi ha, chút xíu tôi trả lời. Công vụ còn nhiều quá à, tôi thấy nộp. À, tôi định này hướng dẫn cái lớp lậu tâm cho quý vị. Mà tôi coi lại kiến thức ấy, thì lậu tâm ấy, quý vị phải nắm hết về tâm, về tâm sở. Rồi sự liên quan giữa tâm sở, tức là tâm sở phải hợp. Cái này thì chưa nắm gì hết. Ra học lậu tâm rồi cũng biết dạy làm sao. Nên sẽ định là chuyển, thay vì lậu tâm thì sẽ hướng dẫn cái lớp 35 mặt cho quý vị mới. Quý vị đang có cái nhu cầu muốn học về 35 mặt, có được một số chữ vị rồi. À, nếu mà lớp 35 mặt á, thì cái lớp này nó không có public, dành cho những quý vị nào muốn đi sâu vào con đường giải thoát giác ngộ thôi. Cũng hơi khó một tí. Nhập mà không biết là ai đó, là chưa có ai đó lên hết. À, tài lộc xin thêm mà. Ok, thì tắt cái mic đi ha, để xin tắt cái nghe đi, để chú Tâm làm. Nếu tôi nói xong cái vừa nghe vừa làm nữa, ngồi cái nghe hết cái lời tôi nói vô trọng. Cái lý giải của chị tờ thì cũng tạm được qua mùa mưa, tức là tầm 4-5 điểm. Cái lý giải của chị tờ tầm 4-5 điểm được. Còn nhiều bạn chưa nộp quá nè, Nhi cũng chưa nộp nè, công ty chưa nộp nữa nè, Nhi cũng chưa nữa gì nè, Nhi cũng chưa, Trang cũng chưa nữa nè. Ôi, nhiều bạn còn chưa nộp quá nữa. Cho bạn 5 phút, bạn hoàn thiện thêm tí.
Là thò lộ liễu ha. Bên đây tôi coi câu trả lời của Mâm cười chết thì là đứa nào nó lạc là đứa nó lộ liễu hả con. Chấm thiếu ai là lên nha. Tôi ép lên, tôi kéo kéo xuống nhiều khi nó thiếu. Thần sướng sao mà giấu. Cái thần sướng nhưng mà cái tâm nó sướng do bởi cái thần nó sướng con ơi. Hiểu không? Bé hiểu không? Cái tâm mà làm nhiệm vụ sướng đó là cái tâm thân thức thọ lạc. Hiểu chưa? Cái tâm thân thức thọ lạc là nó ở trong trống đó con. Nó không phải nằm ngoài đâu mình thấy. Đây đọc của Tốt này. Nó dài dài nè. Cũng qua mùa mưa được, đi chích tờ đi giải qua mùa mưa được, tức là tầm điểm. Thấy hai bạn học viên cần cù siêng năng đã lập bài rất dài, đọc từ từ cái gì chờ trong giây lát. Số 2 tôi không có đọc, tôi chỉ lướt qua thôi. Đây, câu đó là copy dán nè. Cái câu đầu tức là lý do hợp siêu lý ấy, thì nó gãy cái câu sau trả lời chưa có thấy im đẹp. Thầy đã xem lại giúp con rồi đó, con xem lại giúp thầy chưa nhi? Kiếm ta xem lại, mình phải xem lại trước. Vẫn còn ai đó đăng nhập nè, rồi công gì chứ ai. Ồ,
còn ơn em với ai. Rồi bây giờ câu hỏi, cái câu hỏi phù hợp đó đó, các bạn giải thích đó, nãy giờ chưa có được á, ai giải thích không? Ý hơn. Rồi, thấy của Tài Lộc đã nộp, các bạn khác cứ gửi đáp án lên chat đi nha. Với bé ba vắng 10 buổi rồi hả? Thôi lại giúp thầy cái ai mà đã quá hạn sử dụng đó, cái mình nên cho họ ngưng, để mất công họ trong group mà họ mang tiếng học siêu lý đồ, để thầy lên cái nhóm đó thì cấp cái quyền cho tốt, để tốt quản trị giúp. Ủa có rồi, tốt quản trị viên rồi chứ. Ok ok, có bạn nào mà hết rồi thì thôi cho bạn ra để hết công làm phiền các bạn. Tới thời điểm hiện tại giờ là chỉ có bài của cô My là đạt yêu cầu nhất. Ui, vẫn còn ai đó đó nhắn vẫn chưa có lên ha, cái gì trả lời nó không có hoàn chỉnh ấy. Có bạn thì câu 1 thì được, nhưng mà câu 3 thì nó ngắn ngủn, là nó có sơ sài ý. Chưa có hoàn thiện ha. Rồi có ai trả lời câu hỏi vì sao thọ lạc dễ để ý hơn là thọ hỷ không? Có không? Trời ơi, nó dữ ọt hả? Đố các bạn chứ, cái tâm mà để ý đó à, cái tâm mà mình để ý đó, cái tâm đó nó sanh lên ở giai đoạn nào trong lộ tâm? Ra đó, xong rồi đó. Xong, vậy là xong. Xong sao? À, vậy coi như là xong rồi đó, đã gợi ý là coi như là xong rồi đó. Ai liên kết dèo coi, chạy siêu máy tính trong đầu ra coi. Trời ơi, nó siêu gì đâu, mấy cái này cái sự hợp lý bình thường hả? Rồi gợi ý này không được rồi, lấy điểm 7 không được rồi, bây giờ tụt xuống lấy điểm 5 nè. Bây giờ lấy điểm 5, cái tâm để ý là cái tâm xuất hiện ở đoạn châu quá na ha. Rồi bây giờ thọ lạc xuất hiện ở đâu? Trên lộ tâm. Thọ lạc xuất hiện ở đâu trên lộ tâm? Có đứa nào A không? Có đứa nào A không? A, B, C gì không? Ngọn nó trả lời không là cũng chưa có A, B, C gì hết. Không đứa nào A chân vậy? A cái coi. Ngủ
ngũ song thớt. À đó là còn có như còn 5 điểm á. Sẵn sàng để biết rồi. Mới còn 5 điểm. Vậy cái nữa cái là còn 3 điểm á. Giờ tự suy luận là được 5 điểm rồi đó. Là cũng 50% bộ. Trời giỡn. 50% là đậu rồi đó. 3 điểm nữa ngàn. Trước hả? Không có chết quốc. Chết quốc con ơi. Rồi như vậy tiếp tục hỏi tiếp nữa nha. Rồi bây giờ nếu mà mình để ý đó, hồi nãy mình để ý cái thọ lạc đó là anh nằm ở ngủ song thức đúng không? Bây giờ mình để ý cái thọ hỷ của mình á, là cái thọ hỷ là nó nằm ở đâu? Thọ hỷ để mình để ý đó, nó nằm ở đâu? Là còn 3 điểm đó, như tới đó là còn 3 điểm. Lộc đang nhắn nè. Không, cái thọ hỷ nó nằm ở đâu? Không nhắn lên. Cái thọ hỷ nó nằm ở người ta đó thầy. Tại người ta thọ hỷ. À, câu hỏi là vì sao thọ lạc á, thì dễ để ý hơn là thọ hỷ. Xong Lộc nhắn xong mất tích luôn rồi. Nó nhắn nguyên bài quốc ca rồi. Ok. Có nhiều giai đoạn hơn. Cái tâm ấy, cái tâm ấy mà đi để ý cái thọ đó thì sao mà nó để ý cái thọ của nó được, hiểu không? Tâm mà để ý cái thọ là cái tâm mà nó đi để ý cái thọ đã qua rồi thì nó mới để ý được. Thành ra bây giờ cái tâm mà nó để ý cái thọ của nó phải là thằng động lực sau để ý thằng động lực trước, thì nó rất là khó so với cái chuyện thằng động lực nó để ý cái thằng ngũ môn. Hiểu chưa? Trời ơi, có vậy thôi à. Gợi ý là nó gá trơn luôn rồi, không gì nữa đâu. Phối hợp lên cái một lời ra rồi. Ngũ môn nó đằng trước, nó đi trước rồi, sau đó động lực khởi lên, để ý lên thằng đó thì được. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà ngay trong thằng động lực đã nói là động lực nó đi rất là nhanh, rồi sao thằng động lực sao mà để ý động lực trước nổi. Cái đó nó khó. Cái đó nó khó. Còn chuyện mà động lực mà để ý thằng ngũ môn thì rất là dễ. Được chưa? Nói nó có trước thì cái chuyện mà nó có trước đâu có nghĩa là nó để ý được đâu. Nhưng nói cái có trước nó là một cái chuyện mà hiển nhiên, giống như con nói là bởi vì con đẻ ra trước cho nên con biết trước em con thôi, không có giải thích gì cái câu đó chứ. Có nằm ở cạnh lớn hay nhỏ? Không, cảnh lớn hay nhỏ mình xem như các cái cảnh đó là gần như nhau, tức là các cảnh đều là cảnh nội hết, tại vì mình quán tâm mà con, mình quán tâm thì là cảnh nội hết, cảnh nội phần. Vậy thì khi mình quán xét cảnh nội với cái thằng thức thọ lạc với thằng tâm thiện thọ hỷ thì mình quán sát thân thọ lạc nó dễ hơn quán sát thiện thọ hỷ, hiểu không? Nếu như mà nói là quán sát thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái đoạn thời gian trễ, đoạn sát na trễ nó phải là ngắn nhất thì mới là quán sát. Chứ không lẽ bữa nay mình ngồi quán sát cái chuyện hôm qua, cái chuyện hôm qua mình có tâm đại thiện cái mình vui, cái chuyện hồi sáng này mình có cái thân thọ lạc đó là nó gần đây nhất, mà cái thiện thọ hỷ hôm qua là, thì mình nói mình quán cái hôm qua bụng khỏe hơn ha. Nó không có phải. Thấy chưa? Đó là cái đoạn thời gian mà nó ngắn nhất để mà cái tâm mình có thể để ý được. Thì như vậy việc mà mình để ý thân thức thọ lạc thì nó dễ hơn là để ý cái tâm thiện thọ hỷ. Dĩ nhiên lấy lý thiện cũng có thể là bất thiện thọ hỷ nha. Ok chưa?
Có hai người nộp, có gì chờ chút để tôi chấm cái điểm cái. Ơi trời, tôi coi bài công gì tôi mất lạc hay tôi xỉu gì đó ông nội ơi. Biết cái gì vậy con? Rồi mình học siêu luôn ha, rồi mình học siêu rồi cái mình đứng hình luôn nè. Trời này chắc phải đuổi học quá à. Đúng là tổng kết được. Tội nghiệp tiếng Anh nha. Tại vì mấy bạn rủ mình đi học thôi đó, chứ mình cũng có biết đâu. Nó hay sao sao ha. Nó hay sao sao mà không biết làm sao sao luôn á. Hãy quay trở lại. Thì con để ý đi rồi con sẽ biết ha. Cái để ý này nó phức tạp lắm. Nộp hết chưa? Sao thấy vẫn còn ai đó đăng nhập đây nè. Ok, phân loại nha, người sẽ tới ứng dụng à. Ai chưa xong thì để về làm thêm nha. Và làm nộp sau. Bây giờ ứng dụng cái thọ lạc, ứng dụng cái thọ lạc. Nói cái chỗ này nó cũng dính tới cái bài hồi nãy các bạn làm đấy. Các bạn nên nhớ đó ha, cái thọ lạc là cái mà nó chỉ dính tới thằng tâm quả thôi. cái thọ lạc là nó chỉ dính tới tâm quả thôi, nhưng mà nó có thể kèm theo, nó câu sanh với thằng hỷ. Cái chết là cái chỗ mà cái đuôi của nó đó, nó vuốt cái đuôi một cái là chết, là chết chỗ đó, cho nên thành ra cẩn thận chỗ đó để phân tích ra. Còn cái thằng thọ lạc thì nó chỉ là cái quả thôi. Khéo dùng thọ lạc. Mã hoạt tâm quả vô nhân. Thứ nhất là đơn thuần nhưng qua không kèm, là thuần quả lạc. Thuần quả lạc cái này thì thọ nhận được. Thứ hai là
màu xanh dễ hỉ. Là thành tựu thật sự. Sự với thọ hỉ kèm theo sau đó. Với trạng thái này, hành giả cần thận trọng. Nếu ăn khẩu xanh không phải là thiện thì phải bỏ lạc ngay lập tức. Nếu không được thì giảm dần. Ăn đùi gà rồi đó, ăn đùi gà rồi đó, thấy sung sướng trong người đó, hỷ lạc trào dân. Nếu tâm của sanh là thiện thì phải tập luyện để thiện này hợp trí. Ý hợp đích, hợp đích tức là hạnh nguyện, là mật. Lạc này nên thọ dụng và làm cho tấn triển. Nên thọ dụng và làm cho tấn triển. Đây là minh chứng hình hồn cho một kết quả tu tập đúng đắn. Cũng là ví dụ sinh động cho những người mới thực hành, chưa có tình được hoàn tình đúng đắn. Hiểu không? Ghê ha. Mình tu tiến á, mình tu, mình tiến để mình có hạnh phúc, để có an lạc. Mà bây giờ mình tu mình tiến xong cái học gặp hạnh phúc an lạc cái mình chạy, cái mình dội, cái mình chán, cái mình ngán thì nó kỳ ha. Mình phải coi cái hạnh phúc an lạc đó có thiệt không, hay cái hạnh phúc an lạc đó đó nó là cái tương ưng khổ, nó câu sanh với khổ sao phía sau, tức là lạc trước mà khổ làm sao ha. Cho nên hẳn ra phải coi, phải xem xét. Mình không xem xét là mình chết liền, là xét đánh mình cái bùm là mình ngẫm của tội. Do đó phải rất cần để ý với một cái người tu tiên. Vậy đó hả, mới giải cái nỗi quạo hả? Vì tu đó là không phải chỉ có ơn cho quý vị. Quý vị tu á là cho rất nhiều người xung quanh người ta nhìn nữa. Nghe không? Ví dụ bà My Thiều bà tu đi, tới ta nói mấy mấy cái xóm trên, xóm dưới, xóm ngàn hồng vậy, nó ngồi nó gình á. Đứng trước cửa bên mé sông á, đứng nấp nấp nhìn qua coi bà này bà tu làm sao. Nghe nói về đây tu lắm nè.
ôi người ta coi, người ta nhìn dữ lắm à, thiên hạ đó. Mà nghe mà đứa nào tu đó, đứa nào mà ta nói cuốn áo cuốn đồ xuống thơ rồi đó, không là thiên hạ người ta để ý dữ lắm đó. Thiên hạ mà ta để ý vậy đó, người ta coi coi nó làm sao. Cái thành ra đó mình á, cái sự thành tựu của mình á, nó là một cái minh chứng hùng hồn cho sự tu tiến, để giúp cho những người chưa có đức tin hoặc có đức tin một cách nó trong sạch và đúng đắn. Này nó mình tu mà quay qua bên lại mình khổ, trời ơi mình khổ, khổ quá trời khổ luôn, khổ queo khổ quắc luôn à, trời ơi rồi người ta sao người ta tin nổi, nói trời ơi tu như nó rồi chết hả, tu như nó khổ ghê vậy, mình muốn tu cho nó bớt khổ mà mình tu vô cho mình khổ dữ vậy, khổ hơn nữa. Có cái người ta đâu có chịu, người ta nói rồi cái này là đạo đức Chúa Trời gì gì hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, chánh Đức Chúa Trời Cha ông nội gì rồi đó, là coi như là người ta đâu có đức tin. Cho nên cái kết quả tu tập nó quan trọng lắm nha, kết quả tu tập nó quan trọng lắm, càng tu mà bụng nó càng bự xuống là rồi đó, là biết rồi đó. Bà làm gì thấy bà trong nhà cạo đầu ở trong nhà không đó, nó vậy đó. Cho nên nó một người đó, một người tu tiến là cả làng người ta để ý rằng được chưa, nên cẩn thận vậy đó. Là câu suy nghĩ có mở ngoặc à, vậy hả? Đi thì coi. À, cô xin giới thiệu. Cái nè, cái giải thích cho câu xanh với hỷ là câu xanh làm sao đó à. À, được chưa, được chưa. Cho nên quý vị tu tiến rồi đó, cái người ta mới thấy quý vị là có sự an vui quá, quý vị có sự an vui. Ê, có sự an vui khác với mập nha, hai cái này nó không có giống nhau à, mà có sự an vui tốt đẹp nó khác với mập. Mập là nó ể oải, chậm chạp, lừ đừ, hay buồn ngủ, đi đứng khó khăn đó, mấy cái đó là cũng mập nó khác. Người ta đó là có cái sự quan hỷ, lúc nào thân tâm nó cũng có cái sự an lành, có sự tốt đẹp đó, đó đó mới là kết quả của sự tu tập. Mà người ta tiếp xúc với mình đó là người ta thấy được cái đó, người ta an vui, người ta tiếp xúc với mình là ta có an vui, chứ không phải tiếp xúc với mình đó trời sao bụng con tu mà bự dữ vậy tân, đó trời ơi chết rồi. Thấy không? Vậy thì không có được đâu. Thành ra đó, mình tu đó là mình làm gương cho bao nhiêu người luôn á. À, mình tu là mình làm gương cho bao nhiêu người, cho nên thành ra phải ráng cho nó tốt đẹp. Của hả? Ồ, cao ráo quá. Đúng rồi, chứ bây giờ đó là gia đình ha, bên bên nội gia đình, bên ngoại gì ta kỳ vọng quá trời luôn mà. hiểu chưa nên thành ra cái kết quả đó đó, cái kết quả đó đó cần phải được thọ dụng, chứ không phải là thấy hỷ lạc cho cái mình chạy trốn, thấy hỷ lạc cái mình sẽ chạy trốn là không có nên ha. Mà cái đó cũng là nghiệp của mình á, nên thành ra mình mới vậy, chứ không có vậy thì đâu có trốn cái đó làm chi. Vậy thì khi mà cái tâm mà sanh lên là thiện thì phải luyện, luyện để nó hợp trí. Vậy giờ bây giờ nó chưa hợp trí thì sao? À, bây giờ cái tâm thành thiện là phải luyện để nó hợp đích, bây giờ nó chưa hợp đích thì phải làm sao? Thì phải thận, thận trọng, tâm nên là thiện, ly trí thì phải thận trọng, ghi nhớ những gì ta đã nhận. Tức là sao? Tức là bây giờ nếu như cái tâm sanh lên là thiện ly trí, tức là nó không có trí, nó lạc mà nó hưởng lạc rồi
hay nó là thiện ly trí, thì lúc bấy giờ sau đó mình phải suy xét lại cái quá trình đó. Mình suy xét lại cái quá trình đó để mình ghi nhớ, ghi nhận, biết được là ta đã thọ những cái lạc này bằng cái tâm ngu muội như thế nào. Khi mà mình đã biết mình đã thọ những cái lạc này bằng cái tâm nó ngu, thì từ đó bắt đầu mình mới đi, có động lực đi sửa, động lực đi sửa, rèn để tâm nó hợp lý hợp đích. Mình nếu mình quên, không có ghi nhớ là những gì mình đã nhận đó thì mình không có quán xét được, không có quán xét được là mình đi cái đường vậy không đó. Nếu không ghi nhớ thì không thể quán xét, không thể quán xét. À như vậy lâu dài thì tục sanh nguy hại, tục sanh nguy hại, tức nguy hại chứ không phải đi đường ác. Cũng làm người, tại vì tâm đại thiện mà quý vị, mà người đuôi, người điếc, người câm rồi vậy thôi đó. Người cũng là người mà nó khuyết chi. Ví dụ như nay mình cũng lạc lạc xong mình cũng thiện, mà ta nói thiện mà nó không có một miếng hiểu biết gì trơn á, chỉ thiện đức tin vậy thôi, thiếu trí. Thì cái tâm đại thiện đó nó sanh ra cái quả của nó đó. À, cái quả đó mà đi tục sinh, mà ngay cái tâm quả tục sinh là cái tâm như thế, thì đời sau ra cũng làm người. À, mà người đó là người khuyết chi, khuyết những cái căn trên cơ thể, thì cũng không vui lắm đâu, thì cũng không vui lắm đâu. Cho nên thành ra thôi mình cố gắng đi, mình lỡ thiện rồi mình thiện có trí luôn. Mà thường khổ một cái gì nè, tân nó không biết làm sao là có trí, đúng không? Nó làm mà nó không biết, ủa cái đó nó có trí không ha thầy, là mình biết cái đó nó không có trí rồi đó. Rồi các bạn biết làm sao có trí không? Chắc biết mà ha. À, có khi hợp trí thì nó không có hợp đích nữa con. Nó biết, biết đúng, biết nghiệp của quả đồ, nhưng mà không có kết nối với cái ước muốn giác ngộ giải thoát. Không có. Người ta chỉ biết rõ là làm cái chuyện này là đúng, là tốt, là cho quả ăn vui, cho người ta muốn được cái quả ăn vui từ cái chuyện này hết. Không có gắn với cái sự giác ngộ giải thoát. Thì cái đó là phải phước hữu lậu, phải phước hữu lậu. Trong khi đó đó, mình cũng biết rõ cái quả phước của nó trổ ra là cái gì từ cái hành động vô nhân này của mình, biết rõ rồi đó, mình cũng mong cho nó trổ quả y hệt như thằng kia luôn, nhưng mong nó trổ quả đi trợ cho mình tu tiến giác ngộ giải thoát đó. Nó cũng y hệt thằng kia, nó cũng trổ, hoặc nó cũng trổ y gan, nó cũng trổ y rang như vậy, nhưng mà nó còn giúp cho mình giác ngộ giải thoát nữa, chứ không phải là chỉ nó dừng lại ở cái chỗ là cho mình cái quả rồi đi luân hồi thôi. Không có, hai cái này nó khác nhau như vậy, có phân biệt ra được chưa? Được không? Vậy thì tội cái gì mà mình không có có dính với cái đích đời giải thoát, mà mình chỉ dừng lại trí rồi đi luân hồi, đúng không? Thành ra là cái gì lợi hơn thì mình làm chứ, để thì mình được cái bụp cái mình đi luôn cái đích đời, chứ hơi sức đâu mà mình ở đó mà mình cứ dừng chỗ thiện thì hết rồi, thiện thì hết rồi, thiện phải hợp đích nữa, thiện tư hiện tư hữu tư theo đích đời giải thoát. Ừ đúng rồi đó, chích tờ. Ai mà đích đời giải thoát rồi, có nhiều khi nhiều lúc nào cái mình ngồi cái mình nghiệm lại cái mình thấy trời tiếc quá không chích tờ. Thôi mình làm biết nhiêu rồi, cái mình giải thoát mình bỏ trơn luôn rồi, uổng không? Có nghĩa là uổng không con? Ồ, vậy là
về lý trí là đâu có lai với hợp đích được. Lý trí thì nó không có hợp đích được con. Lý trí là coi như là nó là một cái hạng thấp kém của cái dạng thiện rồi. Đã hợp trí này mà còn chưa chắc có đích nữa, cái huống chi lý trí, ra bắt buộc là phải có trí trước. Đó thì chư tờ bắt đầu quán xét từ từ trên cái con đường tu tiến của mình, bắt đầu mình để ý, mình để ý, mình quan sát, mình để ý, mình quan sát. Khi mình để ý, mình quan sát từ từ bắt đầu mình mới thấy có cái sự nhàm chán. Giờ chưa đâu, mới học vô có tí tẹo teo sao mà có sự nhàm chán được. Bắt đầu tuần tự từ từ mình học, cái bắt đầu mình thấy được sự thật. Bây giờ đó còn rất nhiều ảo ảnh xung quanh mình. Ảo ảnh xung quanh mình nó nhiều lắm. Rồi từ từ bắt đầu mình mới vừa vén cái màn sự thật lên, mình nhìn thiệt sự, mình thấy được sự thật. Mình thấy được sự thật rồi, bắt đầu mình mới thấy nó nhàm chán. Nhàm chán chứ không phải cực đoan nha, không phải trở về với trạng thái tiêu cực nha. Nhàm chán tức là không có muốn trở lại với các cái trạng thái khổ đau, sầu muộn, bi thương như vậy. Thí dụ những cái gì mà con còn tiếc đó, nó sẽ mất đi. Cái con tự hỏi là bây giờ mình tiếc cái đó mà nó mất đi rồi, sao mình lại tiếc nữa? Nghe không? Ví dụ như mình tiếc, mình đi giác ngộ, mình giác ngộ rồi đó, cái điện thoại mình ai xài, uổng gì đâu á không? Điện thoại mới mua thì iPhone 13, 14, 15 X gì đó, các kiểu Pro. Rồi ai xài, bỏ đi giác ngộ thì uổng gì đâu luôn á. Nhưng mà mình quên là cái điện thoại đó nó banh trước khi mình giác ngộ. Hiểu chưa? Ừ, bồ mình ai chăm, đúng rồi. Bồ mình nó chết rụi trước khi mình giác ngộ. Không, bồ mình nó đi kiếm thằng khác chứ không phải là nó chết rụi. Nó qua đời sau nó kiếm đứa khác rồi. Nhiều khi đời sau thành anh em, đời sau thành thầy trò, đời sau thành bạn đồng học, đời sau thành ông cháu. Ui, trên đường luân hồi nó khó nói lắm. Khi mà mình nhận chân được cái chuyện đó, cái bắt đầu mình thấy cái cuộc đời này cũng có thể thành chủ thành chó, không biết ai chó ai chủ thôi. Cuộc đời này nó vậy đó, cuộc đời này nó phũ phàng ấy đó. Cho nên thành ra khi mà bắt đầu mình học nhiều hơn, mình để ý nhiều hơn, mình sâu sắc lắm, mình thấy shock xa đau sau xa đót luôn. Mình thấy trời, mình dung dáng, mình cố gắng, mình chăm bẩm. Ủa, nó cũng mất hả? Nó cũng mất, nó đi theo quy luật của nó. Vậy thì bây giờ đó, mình chỉ nương theo nó để mình tu tiến. Nương theo nó để mình tu tiến, mình chưa có điều kiện khác nên mình nương theo nó để mình tu tiến. Chứ không phải là mình hết đời rồi, đời với nó không có, đâu có đời với nó được đâu. Nó chỉ có một đời thôi. Đời sau nó đã khác rồi, mọi thứ nó khác rồi. Nó vậy á. Cho nên khi mà mình hiểu rồi đó, thì mình sống cái đời này ok, trong cái giới hạn mà mình có thể có, để mà mình cố gắng mình tu tiến thôi. Rồi bắt đầu mình làm duyên từ từ. Mình không có vướng vô trong cái bẫy luân hồi. Để mà cái đời sau của mình tiếp tục mình đi luân hồi đó, mình không có cơ hội mình học nữa là coi như mình ngẫm luôn. Vậy thì đời sau cố gắng để mình có cơ hội mình học nữa, để mình hiểu nó sâu hơn. Mình nương để mình đi ra, chứ không phải mình nương để mình đi vô. Hiểu chưa? Đó, thành ra vậy đó. Mà Tân nó cũng nương dữ lắm luôn đó, mà chưa thấy nó đi ra. Nó đi vòng vòng thôi. Nó đi vòng vòng cái nó ngồi xuống cái ịnh cái rung rinh mặt đất. Hiểu tốt. Thì từ từ cái thấm à. Từ từ mình để ý đời cái mình hiểu hơn. Hợp trí là sao hả? Hợp trí là sự hiểu biết rõ ràng về điều mình đang làm, nó có cái đúng đắn, cái tốt đẹp là cái gì, nó cho cái quả ra làm sao. Rồi cái điều mình làm đó nó không có đúng đắn, không có tốt đẹp như thế nào. Rồi nó cho quả ra làm sao. Sự biết rõ về nhân quả như vậy thì gọi là có trí. Nhớ không? Thí dụ mình học hành những cái tri thức giúp cho mình mở mang trí tuệ. Mình biết những điều này giúp cho mình có trí.
giúp cho mình mở mang đầu óc, giúp cho mình nhận chân được sự thật. Đó, cái đó mình biết. Mình biết như vậy, mình học trong trạng thái biết như vậy là học trong trạng thái biết có trí. Còn trạng thái đó là mình đi học bởi vì bồ mình nó học thôi. Bồ mình nó kêu vô học, mình không học nó buồn. Mình cũng vô học nhưng mà mình ngồi, mình vẽ con chim cánh cụt. Vô mình vẽ Pokemon. Vô mình viết thư tình trên lá mùa thu. Mới học hành hết trơn à, trạng thái đó là không có trí. Được chưa? Trong hợp trí có nhiều mức độ, dĩ nhiên con. Mức độ nó sẽ khác nhau là do mãnh lực của trí. Có đứa nó vô nó học, ông thầy nói một nó hiểu 1000. Đứa nó vô nó học, ông thầy nói một nó hiểu 100. Có đứa nó vô nó học, ông thầy nói một nó hiểu 10. Có đứa vô học, ông thầy nói một nó hiểu 0.00000 xa xôi số 1. Cũng có trí mà nó trí nó vậy thôi đó. Nhém chút là nó âm luôn rồi á. Được chưa? Thành ra đó là mình phải nâng cao cái trí mình lên. Nâng cao cái trí mình lên dần dần mình hiểu nó ngày càng nó sâu hơn. Và cái đó là mình nâng lên được. Thì còn nhắn nè. Rồi, trường hợp thứ hai luôn. Phật học không bao giờ bích đường chúng sanh. Con đường này bích đời là ông Phật ông moi ra 30-40 con đường khác cho mình đi. Chứ không phải là bích đường vô rồi, chết thôi. Ai kêu bụng bự, không có. Luôn luôn có đường, bụng bự thì về Cần Thơ. Có cách hết. Nhưng những cái bụng khác thì đừng có về nghe. Bụng mở thôi. Còn bây giờ nếu như không có khéo dùng cái thọ lạc mà nó kèm theo phía sau đó, thì giờ mình sao thế nào? Mình sao thế nào với nó đây? Nhất không sao cả. Có bất thiện thì phải dùng thiện cho nhiều lên để cân lại bất thiện là thọ tương ưng với, xin lỗi, câu sanh giới. Hỷ thọ bất thiện. Tức là gì? Tức là phải hành thiện nhiều và rất nhiều để bù lại. Cái thứ hai, tập luyện dần dần cho nó tối ưu, và càng tối ưu đưa đến tối thắng. Quá trình này cần lâu dài, không phải một ngày một bữa là xong. Do đó cần phải có ước muốn mãnh liệt và kham nhẫn thực hành. Ví dụ cái đứa nó nói bây giờ đó con ăn đùi gà con thấy phê quá, con thấy hỷ lạc ào ào ung ung quá.
thì chứ không lẽ bây giờ kêu thôi bỏ luôn đừng có ăn, mà trong khi nhà nó bán cơm gà, ra là dĩa gà, vô là dĩa gà, bây giờ kêu nó bỏ cơm gà rồi không lẽ nó bỏ cơm nhà ra mua cơm ngoài thì nó cũng kỳ. Ra mua cơm ngoài nó có mua cơm gà hả? Cho nên thay vì như vậy thì thôi mình tạm mình chấp nhận đi. Mình tâm tạm mình chấp nhận. Có lạc nó trổ ra đó mà mình cũng thọ hưởng nó bằng cái tâm nó không có tốt đó. Thì bù lại. Mà ở trong đời đó làm sao mà quý vị luôn luôn duy trì trạng thái tâm đại thiện mà không có cái tâm bất thiện được? Nó phải có thôi, trốn đường nào mà chạy thoát được. Nhưng mà khi mà mình biết, hiểu, khôn và khéo, mình làm thiện cho nó nhiều lên. Mình làm thiện cho nó nhiều lên, nó bù lại. Tham nó bù lại, nó cân lại, nó lướt qua được. Đặng chi gọi là trong giai đoạn cầm cự để mà mình thực hành, mình tu tiến, mình vượt thoát, mình vượt qua, mình tấn triển, vân vân vân. Hiểu chưa? Và làm sao mình để cho cái lượng này nó tuột xuống thấp nhất có thể. Cái lượng này nó tuột thấp nhất có thể. Mình tu mình tiến mà, mình tiến lên thì cái này nó phải xuống thấp. Hiểu không? Mình biết rõ, biết với cái nhân, cái quả đó là biết có trí. Ngài ghi ha. Tết coi sớm đăng cái bài các bạn ứng cử, ứng duyên, ứng thí, kỳ thi nha. Để ham thôi, tới lúc mà con đăng bài lên là cái thôi mình cái hai thì trò mình thi thôi. Nay là 21 tháng 5 rồi, 6 tháng 7 còn có 2 tháng nữa thôi đó. Nên thành ra là rút à. Các bạn nhớ cố gắng đi thi cho nó mở mang. Chắc là tôi cũng sẽ lấy lại những câu hỏi đã hỏi ở trong cái lớp này cho đi thi đó. Mới có nhiều buổi, học tới giờ là nhiều buổi rồi ha. Chắc cũng ít mà, mới đây. Cũng nhiều vậy hả? Cũng lâu dữ vậy ha. Thôi để mai mốt giải gút lên mới được, chậm quá. Tìm mẫu hả? Đăng chứ con, đăng người ta biết chứ con. Phải đăng lên đây, tao mường tượng được là mình sẽ hỏi cái gì. Chứ kêu soạn muốn chết luôn, soạn cho nó đã cái nó hỏi quay lại hỏi gì mình đăng không thầy. Chịu nổi đời không? Coi lại hai mấy buổi đó đó, mấy cái câu đó đó. Thế nào cũng sẽ có lụm vô cho thế này thế khác đó. Khác xa với mẫu giáo hả? Để lên thì thiên hạ tự người ta sẽ định đoạt cái sự xa gần đó ha. Rồi thôi nghỉ hãy nhiêu này thôi, hẹn quý vị tuần sau nữa. Bye bye bye.